Chào các bác. Phụ xe vlog xin chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với tổng hợp những clip siêu mẫu Univer có ở Việt Nam. Còn mấy em Space sắp hết đời này thì là ngoại lệ thôi các bác nha. Dạo này việc vùng ít quá nên là ngồi làm video cho các bác xem. Mấy em Space này đi cũng được đấy chứ các bác nhỉ, cũng đẹp phết đấy, long lanh quá. Tỏi biển 20. Đây có một em núp bồ màu cũng độc phết đấy các bác ạ. Bởi vì đậu trong bãi này nó bây giờ nó đông xe ấy, nên là ra cũng khó. Nhìn cái la răng với cả lốp đen xì các bác nhỉ. La răng em kết nhất bộ la răng này. Với cả là màu này cũng ít đụng hàng nữa. Màu hoa văn trang trí này cũng được. Ra từ từ đây, hết lái rồi các bác nhé. Đó, các bác thấy hết lái bánh trước đánh thế nào, có được không? Núp bồ phải dán quả giấy chống nóng màu đen xì nữa thì may ra thì đẹp. Người bác Samsung này em luxury đang từ từ tiến vào lễ đài. Kính hai mảnh thôi các bác nhé. Ui, la răng được phết đấy. La răng này cũng độc phết đấy các bác ạ. Nhìn khó rửa. Luxury màu cũng không ấn tượng mấy. Và em này cũng luxury các bác nha. Luxury này đầu tiên là về màu, màu này cũng ok phết. Và thứ hai là cái cản trước đã được đổ lại. Em này 209 là hết cỡ. Không dán chống nóng. Nhìn trong trong nó cứ làm sao các bác nhỉ. Nhưng được cái là cái màu, cái nón của nó xịn sò. Nón đẹp. Máy êm phết đấy các bác ạ. Ghế này sao ghế lạ thế nhỉ. Ghế này chẳng lẽ lại được nhấc từ mấy con núp bồ sang. Bên kia cũng là luxury các bác nha. 208 cùng đời với xe của em. Là rằng các thứ ok phết. Nhưng mà sơn một màu này nó cứ bị làm sao ấy, màu đỏ này. Cản trước cũng đã độ như xe của em rồi. Hai con giống nhau luôn này các bác này. Được. Song sinh. Được đấy. Độ kiểu giống nhau luôn. Đấy, lấp ló rút bồ đây rồi các bác ạ. Tuyệt vời. Em này ít nhất cũng phải 22, 13, 14 gì đó. Úi trời ơi, hoành tá tràng đấy. Kính một mảnh. Tuyệt vời.
màu cũng khá là đẹp. Nón thì cũng ok, có bố chất, quá chất luôn các bác ạ. Nhìn nó cao, cao to là thích nhỉ. Ui ui, là răng lốp đen xì nha, là răng sáng bóng nha. Đi con này cái độ đẹp trai của nó phải tăng lên 200%. Được, quá đẹp. Đây là trạm Thanh Bình các bác nhé, đầu Nghệ An này. Ui, bác này phóng tít phết. Ui ui, đầu Nghệ An, cuối Thanh Hóa các bác nhé. Rồi, lốp ló đây, 83, 85 này rồi. Được đấy, khóa hậu đây rồi các bác ơi. Tuyệt vời, nhìn cái gương kìa, thích thế. Euro 6 xịn xò đây các bác nha, Euro 6 đây. Máy êm lắm các bác ạ. Êm như chó thở luôn. Quá đẹp. Ô giữa không dán chống nóng màu đen thì chắc là một là bị vỡ, hai là cũng không biết nữa. Rồi, tất cả đều rẽ vào đây. Luxury của ETS. ETS này cũng nhiều xe đẹp phết đấy các bác ạ, không phải đùa đâu. Nhiều xe cũng bóng loáng phết, nhưng mà mỗi tội là bên này đầu xe nó không được nhiều thôi. Và đây là Đại hội Võ Lâm các bác nha. Em hiện tại đến gần gần sớm thì tính đi cả Spay là khoảng trên 50 đầu xe rồi. Đó, Đại hội Võ Lâm. Công ty này cũng đồng phết đây các bác, đùa đâu đâu. Đầu tiên là em Nubo 20, đỉnh của chất. Màu đỏ này nó nhìn nó đơn điệu nhưng mà có nét gì đó đẹp đẹp. Một em Luxury nhìn cái nón sơn rất là dị. Cái màu nó chả liên quan gì đến với nhau cả. Là răng đen xì luôn. Một bác nút bồ máy D đây các bác ạ. Nhìn cái chụp la răng nhìn mất cảm tình thế. Chụp la răng này mà em Spay cũng hay dùng. Đây nữa cũng là nút bồ màu đỏ. Ok, được. Máy khá là êm. Đây mấy em thắt cổ đây. Nhìn không kém cạnh gì Hyundai đâu. Đó, một bác màu đỏ đã lên. Nhìn đẹp phết đấy các bác nhỉ. Cá nhân em phải nói đi nói lại rằng Thaco nhìn có gì đó cũng là rất là đẹp luôn. Đây là xe của lính đánh thuê. À, bóng phết đấy. Lính đánh thuê ơi là lính đánh thuê. Ngoài kia, ngoài Luxury. Park này không dán biển sườn. Màu em này cũng khá là độc đấy các bác nhỉ. Ở Nghệ An có một con, ở Hà Nội một con, Quảng Ninh một con, màu y hệt như nhau luôn, chắc là cùng một lô. Con này là của Thúy An đây. Thúy An
công nhận là đi nhiều nhưng mà gặp rất là ít. Không cùng mảng với nhau nên là gặp gặp ít lắm các bác ạ. Bên em gặp Thúy An ấy. Ôi dồi, mùng 3 tháng 2 hay cái gì đây? 3 phần 2 à? Mấy du trai à? Nhìn cũng lờm lờm. Luxury em chỉ để ý mỗi cái nón thôi. Nón đẹp lắm các bác ạ. Cao nữa. Nón này phải tăng chiều cao của mấy em luxury này lên ít nhất cũng phải 15 phân. Luxury đây. Màu trắng tinh khủng.